Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ test thử tựa game Lăng Vân Ký anh em nhé. Đầu tiên thì thú thật với anh em là mình cũng chưa để ý đến con game này cho đến khi mình hiện tại là đang chơi tựa game Hành Trình AFK của Chevrolet Game đúng không? Thì tự nhiên nhìn thấy cái dòng chữ Chevrolet Game thì mình test luôn. Tại vì là khi mà mình chơi quả game Hành Trình AFK đấy thì mình thấy nhà phát hành nói chung làm việc khiến mình rất là hài lòng. Đấy, cảm giác tin tưởng được anh em nhé. Mình chơi thử game của Chevrolet Game xem như thế nào nha. Ok, tôi vào 108 rồi cơ, căng ấy nhở. Bắt đầu trò chơi luôn nhá. Ở đây là phải tải một tí anh em ạ. Vào luôn này anh em này. Rồi, đánh lui địch. Ủa, nó giống tiểu yêu tầm đảo nhở. Ok, được đấy chứ. Wow, tôi có cúp thịt này. À, con này giống nấm lùn tiến lên anh em ạ. Đúng không nhỉ? Mình thấy nó kiểu kiểu như vậy nha. Hoàn thành nhiệm vụ đây này, cũng có làm nhiệm vụ này, lấy trang bị nè, nâng cấp trang bị này. Nó khác hơn một tí là mình chỉ cần tài nguyên là mình nâng cấp được trang bị lên luôn. À, chứ không cần phải rớt ra để nhặt nhặt làm gì cả, mà mình sẽ nâng cấp cho level trang bị càng cao lên nha. Công này, cường hóa HP cũng được ấy nhỉ? Hợp lý đấy chứ. Tí nữa không biết là mở các môn phái như thế nào không ta. Rồi, ok luôn này, nhiệm vụ này. Triệu hồi. Ô, triệu hồi luôn á. Hồi này là được cái gì ta? À, triệu hồi này là triệu hồi trang bị anh em ạ. Mình cứ tưởng là triệu hồi tướng cơ, nhưng không phải là triệu hồi trang bị anh em. Đây này. Sát suất nhảy cấp này thường ưu tú tốt hiếm này. Hợp lý nhỉ? Nhân vật xem nào. Vũ khí. Auto cường hóa luôn, xác định luôn này. Trang bị nhanh, ok. Đồ thủ luôn à? Nó chia ra làm các đồ thủ, đồ công, đồ các thứ các kiểu có đa điều à. Ta bị nhanh luôn này. Rồi, sau khi mà xong nhiệm vụ này rồi, đến nhiệm vụ gì? Đánh lui địch. Đánh lui địch, cái này là auto chưa ta? Có chữ A này hình như là auto rồi đúng không? À, cái này là mình sẽ tiếp tục là nâng cấp lên này. Đúng rồi, nó sẽ auto luôn anh em nhé. Cường hóa này. Tiếp tục là cường hóa HP. À, thế thì mình thấy con game này nó giống giống kiểu nấm lùn tiến lên hơn anh em ạ. Nhưng mà đồ họa kiểu hay phết anh em ạ. Ừ, được, thực sự nha. Ảo thật đấy. Chiến đấu. Đánh lui địch tầng 3 này. Tự động mở, cái này là mở cái quái gì đấy? À, tự động mở ải à. Tiếp tục là đánh lui địch nha. Tiếp tục là cường hóa HP này. Lên 60 điểm luôn. Xong luôn này. Cường hóa tốc độ tấn công à. À, dưới này vẫn còn trang bị nữa. Ok vậy. 5 trên 5 rồi nè. Hoàn thành ải 4. Ủa, hoàn thành cho ta. Đây là ải 6 mà. Ải 7 này võ học. Triệu hồi. Ủa, đây còn có thêm cả võ học nữa anh em ạ. Như nào nhỉ? Cái gì đây? Hoàng ta làm ăn vậy. Cái này là cái gì? Diễm đao. Nội lực ngưng tụ. Thành cử trưởng duyên. Hình thành 5 luồng đao nhiệt đao khí. Gây sát thương đơn thể. Ngẫu nhiên mà 550% lực công. Ơ, nhưng mà cái này sử dụng như nào? Nhân vật. Tiếp tục luôn. À, đây có trang bị được võ học anh em ạ. Auto cường hóa luôn xem nào. Trang bị luôn. Trang bị. Ồ, nhưng mà chúng ta chỉ trang bị được một loại võ học ở thời điểm hiện tại thôi anh em nhá. À, thế. Kiểu là nấm lùn tiến lên anh em ạ. Ừ, được nha. Hợp lý. Đánh lui địch 7 trên 10 rồi này. Triệu hồi để mình xem nào. 3 trên 3 cái này là cũng xem quảng cáo này. Đó, để mình xem bán cái gì. Free được 300. Cái này là kim nguyên bảo này. Ta định luôn nè. Quà thì được cái gì đây? Qua. À, cái này như là phải nạp rồi. 30 kim nguyên bảo, 30 phiếu cơ. 30 phiếu thì được cái gì đây? Hấp công đại pháp, võ học à? Ồ, hay ha. Ờ, hợp lý á. Ồ, tăng cấp luôn. Level 1 này. Uầy, Mai Phong làm nào để mở được nhỉ? Làm nào để nhận được ta? Xem quảng cáo nhận được mấy XP. Tiếp tục. Hàng Long có làm nào để mình nhận được mấy con ở dưới này anh em nhỉ? Ok, thế mình sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ anh em nhé. Kéo xuống dưới này xem nào. Rồi, lại tiếp tục là nâng cấp cường công lên nha. Lần này nâng phát lên 75 luôn. À, lại tiếp tục là nâng cấp HP. Với cái nhiệm vụ ở thời điểm đầu này mình thấy khá là dễ follow này. Hoàn thành này. Cái gì đấy? Nạp đầu là mình sẽ nhận được ai đây nhỉ? Phi Long, kỹ năng á. Kỹ năng Phi Long. Hàng Long, mở khóa hiệp khách tuyệt đỉnh Hàng Long. Nhận lập dùng đột phá võ học. Đỉnh đấy. Lui địch tiếp tục. Ủa, bên này là cái gì? Bạo kích à?
đầu là tăng đến một số cái chỉ số liên quan đến bạo kích rồi đấy. Ở đây thì mình thấy có cái gì? À nó còn nhiều nữa, liên kích này. Liên kích, sát thương, bạo kích, hồi HP. Ây à, nhiều chỉ số phết anh em ơi. Thành luôn, đánh lui địch. Nhưng chẳng nhẽ là mình lại tăng full tất cả chỉ số này, hoặc là mình chơi theo từng môn phái chứ. Ví dụ như là liên kích bạo kích này đúng không? Sát thương bạo này. Hay là hồi HP ơ không? Chính xác là vẫn phải nâng tất đấy. Nó không giống như kiểu là tỉ yêu tầm đạo. Mình sẽ chọn một vài những cái môn phái, sau đấy là mình sẽ build theo đấy. Ở đây thì mình thấy chưa rõ lắm nha. Chắc là phải chơi thêm một lúc nữa để xem như thế nào đây. Pet này. Có pet luôn này. Điều hồi pet anh em nhá. Bắt luôn cả một đống pet. Rồi, đâu, bắt đầu trang bị được pet này. Auto cường hóa luôn. Ok, xịn xò con bò luôn. Trang bị nhanh. Rồi. Mình thấy có mỗi cái võ học là mình chỉ chọn được một cái thôi. Ồ, còn đâu mấy cái kia đều có thể ấn trang bị nhanh và phát luôn. Auto chọn pet là sao nhỉ? Chắc là thời điểm hiện tại thì mình chưa cần phải để ý đến tư chất của mấy con pet đấy. Chưa cần để ý đến skill mấy con pet đấy. Nhưng sau này xác định được là lối chơi rồi thì mình sẽ cần phải cài đặt thủ công đấy, thì nó sẽ hợp lý hơn đúng không? Nhiệm vụ hàng ngày này luôn. Tôi có xem quảng cáo nữa. À, ảo nhờ. Tiếp tục đánh lui địch này. Cường hóa lực công à. Lên 90 luôn anh em nhá. Thêm một lúc buồn phết. Đùa anh em ạ. Ờ, ảo thật đấy. 10 trên 90 rồi này. Cái gì đấy? Lần đầu miễn phí xem quảng cáo nhận 10 phút tăng tốc. Ồ. Rồi luôn. Ơ nhưng mình đã cần xem quảng cáo quái đâu. À hình như mấy lần đầu miễn phí không cần phải xem hay sao anh em ạ. 10 phút này. Tiếp tục là tăng cường công lên 105 nha. Có khi nào sau này chúng ta sẽ bị thiếu không nhỉ? Đây là cái gì? Cái này gọi là kim nguyên bảo. À chúng ta chỉ cần dùng kim nguyên bảo là ok hả? À đâu đấy là nhiệm vụ chúng ta thu thập rồi chứ. Còn đâu thì chúng ta dùng cái hồn gì này để nâng cấp này. À, 105. Đồ. À, tiếp theo đánh lui địch. À, thế này thì... đánh lui địch xong rồi này. Hoàn thành ải 11 này. Cường hóa bạo kích à. Mình thấy ở đây thì nó hay ưu tiên mấy cái chỉ số. Một là công. Sau đấy là đến HP. Sau đấy là đến tốc đánh. Tiếp theo đến bạo kích anh em nhé. Võ học á. Võ học thì dùng kim nguyên bảo đúng không? Thì mình cứ dùng kim nguyên bảo đi. Bởi vì không muốn xem quảng cáo lắm. Đang làm video nên là mình cũng không muốn xem quảng cáo lắm anh em ơi. Nhân vật này. Võ học này. Auto cường hóa này. Xác định luôn này. Sao lại có dấu chấm ở đây nhỉ? À hình như đây là phẩm chất nó xịn xò hơn anh em ạ. Nhưng mà cái này level lại cao hơn. Lực công cộng 183,93% này. Cái này để mình xem ra là cái gì. Tích tụ chân khí thành kim trung cháo, giáng xuống gây sát thương phạm vi 500% lực công. Hiệu quả lực công là cộng thêm 19,6. Cái này thì sao? Uầy 825%. Uầy. Đúng là phẩm chất nó ảnh hưởng khá lớn anh em nhá. Thấy cái này là 5 này. Cái này level 3 là... ồ, trang bị luôn xem nào. Thử cái này đi. Rồi, hợp lý. Phẩm càng cao thì lực chiến càng nhiều, cộng với nhiều chỉ số anh em ạ. Tăng cấp. Tăng cấp lại phải cần dùng XP. Nhưng mà XP này thì kiếm đâu mình chưa biết này. À, xem quảng cáo được 10 XP này anh em này. À, hay. Tí nữa mình sẽ xem quảng cáo, tí nữa offline thì mình sẽ xem quảng cáo sau đó nâng cấp lên xem như thế nào nha. Rồi ok đấy chứ nhỉ. Yeah. Võ học sau này, trang bị lại tiếp tục là trang bị thôi. Ủa? Wow, mình vừa lấy rồi mà. À mở thêm được một cái nữa này. Luôn nhỉ. Còn luôn anh em. Hợp lý nhỉ. Yeah. Trang bị à. Ở đây thì chưa có trang bị mới, bây giờ là sẽ vào triệu hồi đúng không? Tiếp theo sau đấy là mình sẽ chuyển sang phần trang bị này. Và bây giờ thì dùng kim nguyên bảo tập một phát 35 lần luôn. Bây giờ sẽ quay trở về nhân vật, sau đó ấn vào phần trang bị. Rồi auto cường hóa, xác định luôn. Trang bị nhanh. À ok, tương tự như thế. Cái bên này auto cường hóa, xác định luôn. Trang bị nhanh. Pet. À lại tiếp tục là chúng ta có thể ghép thêm được con pet nữa. Vào đây rồi. Triệu hồi này. Chắc là trang bị xong bây giờ nó lại yêu cầu đến pet đấy. Thôi cứ làm trước luôn.
kiểu gì là cũng cần phải làm thôi anh em. Nhân vật này, pet này, auto cường hóa này, xác định luôn, trang bị nhanh. Đấy, hiệp khách. Cái này thì nó vẫn hiện cái tăng cấp ở đấy nhỉ anh em nhỉ. Cày thế. Đấy, mình đoán ngay mà. À đây, cái thắc mắc của mình đây. Nếu như anh em không muốn đập đầu thì chúng ta chỉ cần đăng nhập ngày 2 là có thể lụm được cái em hàng long này rồi anh em ạ. Ồ, được nhỉ, phải hàng long nhỉ. À đâu, đây là tất tay chứ. Hàng long nhìn nó khác anh em ạ. À đây, hàng long đây. À đây, 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 đây. Hàng long nhìn khác tí anh em nhá. Rồi, tiếp theo đánh lui địch này. Ồ, nó không cộng dồn nhiệm vụ cho mình đâu anh em nhá. Thế cho nên là chúng ta cần phải ấn lần lượt đấy. Vụ ngày nhận luôn. Ui, nhiều nhiệm vụ xem quảng cáo nhỉ. Được khá khá kim nguyên bảo đấy. Ta nhiệm vụ 7 ngày. Ôi, nhận nhanh luôn đấy. Ta định luôn nhiều kim nguyên bảo ghê. À, sự kiện. Ô, hết rồi à? Đánh lui địch xong này. Ủa, mở khóa thêm được. À, không phải, đây là cái võ học anh em ạ. Giật mình. Như thế là mở khóa được thêm cái ải gì đấy. Phụ bản này. Vào này. Vào luôn này. Phụ bản này đánh xong thì chúng ta sẽ được cái gì đấy. Đang khiêu chiến. Đấu tranh công bằng, không dùng âm mưu, các bên thi đấu là cao thủ. Ủa, vừa đại thành công nhận thưởng. À, ải đấy là chúng ta có thể nhận được kim nguyên bảo. Lại thêm một skill nữa rồi anh em ơi. Võ học này. À, võ học. Ở đây thì không có món nào ngon lành cái nào nhỉ. Thế thì vào triệu hồi đi. Tiếp tục là triệu hồi võ học anh em nhá. Xem ra là auto cường hóa lên của cái võ học nào có bảo hơn tí không. Võ học này, auto cường hóa luôn. Có ngay. Thêm cái này nữa này. Trang bị. Để mình xem cái này là cộng cái gì đấy. Công pháp bí truyền giang hồ nhẹ nhàng vô cùng, giúp tâm mạch huyết khí liên thông, tốc độ tấn công tăng 43,2%, duy trì trong vòng 10 giây. Được cái chứ? Cho đấy chứ. Đùa đâu. Đấy, có thêm skill này đi vào đài nó sẽ nhanh hơn anh em nhá. Trong lúc thấy cũng bánh cuốn phết anh em ạ. Ờ được đấy. Với cả đồ họa ăn game này mình thấy nó khá là nhẹ. Là anh em nào máy yếu hoàn toàn có thể chơi nha. Nếu như anh em muốn tải game về chơi thì anh em chơi trên điện thoại thì có thể vào Google Play, nếu như chơi trên Android. Nếu như dùng iPhone thì vào App Store, sau đấy tìm kiếm từ khóa là Anh Hùng Kung Fu hoặc là Lăng Vân Ký nhá. Nó sẽ ra thôi. Còn nếu như anh em muốn chơi game trên PC thì có thể tải cái là lập LD Player về. Đường link thì mình có để dưới phần mô tả rồi. Sau đấy là vào trong phần cửa hàng và tìm kiếm từ khóa Lăng Vân Ký là nó sẽ ra luôn anh em nhá. Và nếu như anh em yêu thích tựa game này, muốn mình làm thêm video về tựa game này thì nhớ để lại comment ở bên dưới nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.